Đây là cái bài tập mà để tập cho những trường hợp mất duỗi khớp gối do sơ cứng cái nhóm gân cơ đằng sau đùi này này. Theo cái phương pháp giữ nghỉ á, đấy chị co lên dùng cái nhóm cơ đùi sau này nó sẽ làm việc rất là nhiều á. Cái đùi sau này nó mỏi nhừ ra, sau đó mình thả ra, chị thả cho cái trọng lượng của cái tạ này nó kéo cái chân mình nó xuống. Kính chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Và bây chị mổ mấy tuần rồi? Cùng nhau. Tức là được bác sĩ giới thiệu là cả hai người rủ nhau đi mổ luôn. Đấy chị nào đi. Bây giờ ấy là chị bị bạn này là cái chân gân này tennis với lại kiểu luôn bây giờ là kiểu mà cái tập kiểu gì tập cũng không ra được một lý nào luôn. Đấy bây giờ không duỗi được luôn này. Cái không duỗi được là căng cái gân chân mỗi người rồi. Đây chẳng chéo tốt này ngủ tốt thật đấy nhỉ. Lão xạo. Vẫn kêu lão xạo mà. Cái kêu là chuyện bình thường, nó kệ. Đau không ạ? Đau một ít. Đây đau à? Bên kia cũng đau một tí. Không. Đây đau à? Không. Đau một tí. Cái của chị là đứt dây chằng chéo trước mấy cái gì đó nhỉ? Nó cũng bị rách sụn trên. À, sụn trên. Bây giờ... Nhưng mà lại không mổ sụn trên đâu. Nối dây chằng không? Thế nếu như không mổ sụn trên thì chứng tỏ là sụn trên của chị nó bị ít hoặc là bị ở cái vùng hồi phục được, cho nên bác sĩ đi giữ. Vì cái tiêu chí bây giờ là bảo tồn sụn trên một cái tối đa mà. Đau ạ? Đau ở đâu ạ? Đây bên ngoài này này. Đè như đau. Đây ví dụ đè này. Ở đè lên là bắt đầu đau cái gân đằng sau này. Đấy. Đau ở khu này hay là ở khu này? Đây gì ạ? Ở đây cái khu đấy. Đây khu này gì ạ? Tức là chị bị chấn thương cái gối này của chị chấn thương ban đầu như thế nào? Thì chị cũng bị vào cua bị trẹo. Tại vì là lúc vào cua trời mưa to nữa, đường trơn nữa nên là chị chân dẫm của mình nó quệt vào hai cái chỗ này là quệt vào cái chỗ này thôi, làm cái ống đồng bên này vẹo sang trái. Thế là cái lúc kia bị là đứt luôn, là đau khủng khiếp luôn rồi. Mãi tận tháng 4 vừa rồi mới đi chụp cộng hưởng từ thì mới phát hiện vào là rách một nửa đây. Thế mà cuối cùng theo sau từ sáng đến giờ em thấy là 4-5 cái ca toàn nữ ngã xe máy kiểu như thế này, đang đi này xong nhầm cái phanh này, phanh ngoéo phát kí quá này đúng không? Đấy xong bắt đầu là phanh phát đòn ngã đập xuống trong xe máy nó đập bổ phát vào chân mình không? Của chị là còn không ngã xuống đất đâu nhá, của chị còn không ngã đến đất đâu. Nó chỉ vào cua quay. Nó vào cua nó quay quất nó phát đi kiểu cắt tơ ấy hả? Nó hơi bị nhanh một tí là chống cái chân xuống dưới hai cái chân của xe máy, hai cái chân rỗng kia nó quệt một phát đấy là nó bừa cái chân lệch sang trái đi. Nó đúng thế là nó vặn nó đứt thôi. Đây đau mà. Đau ở đây, đau cái cơ đằng sau kia không, đau gần chân rỗng kia. Đây đau không? Không, cái chỗ đây là không đau. Cái này chị mổ xong thì chị đi xuống đất sớm quá à? Bác sĩ bảo là lúc mổ xong bác sĩ bảo chị làm sao? Không đâu, chị không tập được đúng theo kỹ thuật thôi, còn vừa đó chị không xuống đất sớm đâu. Đi là chị vẫn chống nặng, của chị 3 ngày được chống nặng rồi. Bác sĩ bảo là chị 3 ngày được chống nặng đi rồi, chị cũng đi chống nặng nữa. Cơ bản là tập không đủ thời gian, chắc có khả năng là tập không đủ thời gian các thứ. Với lại là ấy chân như này không được đau rồi, rưỡi ra chân như này chân thì là đau rồi, đây đau này chỗ đấy. Còn khi mà ép xuống thì đè nó duỗi ra thì lại gấp không vào, và gấp nó vào thì đè ra nó lại khó. Như này thì gọi là mất duỗi. Đây đau ạ? Nó mất duỗi. Đây đau ạ? Đấy, ở đau căng. Đau ở đâu ạ? Đây đau cái căng cái chỗ cơ mà này, cái gân này, cái gân kia. Đấy, bây giờ là mất duỗi đang là 20 độ này. Đây các bạn ạ, mất duỗi 20 độ. Căng nhỉ? Đây đau ạ? Đau. Đây đâu ạ? Không. Đây sao ạ? Đấy ổn. Đau không? Em ấn mạnh là đau. Đây đâu? Đây, ở đây là em ấn giống nhau, đau giống nhau thôi. Vâng. Đau giống nhau nhỉ? Đây sao ạ? Vào bên giữa, vào bên trong. Đây đúng rồi. Đây ạ? Ở đấy. Những gân nhịn đầu. Đây đâu? Không sao đâu. Đây đâu ạ? Đây đâu mới chạy đúng cái gân đằng sau kia. Vậy chị co chân lại đi, co chân lại, co mạnh vào. Co mạnh vào, chị co vào đi. Không. Mạnh vào. Đâu ạ? Đâu. Co mạnh vào nhé, co mạnh vào. Rồi, chị co đi, co đi, co đi, co đi. Cứ co đi, đấy mỏi nhá.
co vào, xong rồi kéo vào. Cái này của chị ấy, cái của chị co rút cái gân cơ này này. Thì chị nằm lui vào đây. Đưa, để thò hẳn cái đầu gối ra khỏi cái mép bàn này này. Đây là cái bài tập mà để tập cho những trường hợp mà mất duỗi khớp gối do sơ cứng cái nhóm gân cơ đằng sau đùi này này. Đấy, thì mình tập theo cái phương pháp giữ nghỉ á, mình có thể là kiếm có một cái dây chun hoặc là có biết là có một cái tạ, một dây chun nào đó. Đấy, ví dụ như đây tốt nhất là mình có một cái khoảng một cái tạ chân khoảng mấy cân đi đấy. Một cái quả tạ chân cho mình buộc cái cổ chân thế này, mình co chân lên đi. Co chị co chân lên, co lên. Đấy, chị co lên dùng cái nhóm cơ đùi sau này nó sẽ làm việc rất là nhiều á. Cơ đùi sau làm việc rất là nhiều cho đến khi mà cái đùi sau này nó mỏi nhừ ra, sau đó mình thả ra, chị thả ra. Thả cho cái trọng lượng của cái tạ này nó kéo cái chân mình nó xuống. Đó. Thì nó sẽ làm dần nó sẽ giãn được cái nhóm cơ đùi sau này ra và nó đàn hồi tốt hơn. Nó không bị sơ cứng như thế này nữa, nó làm mình không duỗi được ra. Đó. Chị gấp lại đi em. Đấy, gấp lại. Đó. Rồi, cho nó khỏe rồi xong lại thả ra cho nó kéo xuống. Nó đau đằng chỗ này gì ạ? Đau cái cơ kia. Đau cơ ở đây gì ạ? Đấy. Tức là bây giờ nó viêm nó sơ lại như vậy rồi. Thì ngoài vấn đề là mình vật lý trị liệu các thứ cho nó thì mình sẽ tập. Mình sẽ tập như vậy và cái tập thì mình sẽ kiếm một cái bàn thôi, bây giờ mình thò ra khỏi mép giường ấy. Có dụng cụ của mình, cái bàn nó thò ra khỏi cái đầu gối ra khỏi mép giường. Bộc lộ hẳn cái sư bấy chè ra, không cái sư bấy chè nó không được được lắp vào cái mép giường đấy. Thêm một cái tạ chân nữa, mình có thêm một cái tạ chân buộc cái cổ chân này này. Đấy, để mình có thể mình tập nó dễ dàng hơn. Đấy, rồi mình vật lý trị liệu cái thứ cho nó thôi. Mình vật lý trị liệu cái thứ cho nó thì nó sẽ mềm mại ra. Nhưng đây là do mình tập chưa đủ. Đau không chịu được. Về chị tập như thế. Tập tích cực ở gần nhà mình có ấy cả, có cái khu vật lý trị liệu cái không nào. Có đâu, ở huyện chị Lương thì có. Thế bây giờ làm sao giờ nó cứng như này phải có trị liệu chứ. Hay là hỏi thằng cứu nó biết không nhỉ? Bác sĩ châm cứu. À cũng không cần, thực ra mà nói bây giờ như này ở nếu mà châm cứu bác sĩ kiểu gì cũng có cái máy laser hoặc là máy ấy này, máy laser hoặc là máy siêu âm như thứ này thì thôi cũng được tí nào hay tí đấy. Đây. Tức là đấy với mình nắng vào tí thì đã thế đi nó dễ chịu hơn rồi. Dễ chịu hơn nhưng mà tập một tí nó dễ chịu hơn. Và đi bước nó không đau như vậy khi nhiều, mà khi đi nó vẫn cứng cái khớp này và đi nó rất là khó, chân vừa đi vừa lết gì. Vâng, đấy bây giờ đấy là em mới sờ bộ tí nữa, tí nó làm xong rồi chị này cho luôn mà. Đấy, tí làm xong làm sao cái đầu gối này nó không thẳng ra, nó thẳng ra ngay đâu. Bạn này cái bạn muốn ăn ngay đấy thầy ạ. À, bạn đấy cái tội này tội là muốn ăn ngay đấy mà. Đây, nãy vừa tập xong thì còn 6 độ. Bước ngắn lại cũng không còn bước dài đâu. Đấy, cô dồn thêm lực vào, không đau thì cô dồn thêm lực vào đấy. Đây là bị đi nặng hạn chế, thành ra bị ngửa, đi nặng chống tay phải. Thành ra quen phải giảm đi. Nó quen dám đi rồi. Còn bây giờ thì cảm giác sau khi trị liệu xong thì cô thấy cái gối nó có nhẹ nhõm hơn không? Nó có nhẹ hơn rồi, còn không như trước ấy, cảm giác là 10 có 10 cân hoặc 15 cân đè vào cái đầu gối này. Vâng. Đi nhấc không dạ. Không nhấc được nổi. Bây giờ nhấc cao hơn, nhấc thoải mái đúng không? Vâng. Cô cảm thấy sau khi trị liệu xong thì cô giảm được khoảng bao, tức là dễ chịu hơn được khoảng bao nhiêu phần trăm so lúc đầu? 75 tới 80%. Ôi giời ơi, thế này thì buổi nữa thì hết tất à?